cực kỳ lớn tại sân khấu Sài Gòn Tân Thời với một danh ca chấn động đến từ hải ngoại, đó chính là danh ca Hương Lan của Tây Bắc, sẽ phục vụ cho quý vị khán giả một đêm nhạc chân ca quê hương trữ tình cực kỳ đi vào lòng người. Cho cái danh ca Hương Lan sẽ dành một buổi cho quý vị mình nha. Dạ. Vào ngày 7 Tây quý chị mình nha. Dạ chị đúng rồi. Cái nhạc đó. Dạ danh ca Hương Lan sẽ về đây. Bảo quý chị mình ơi, nắp vào cái lịch để biết là ngày 7 Tây mình không đi đâu chơi được vé và luôn luôn sẽ gặp các người. Mình sẽ xem cú Tây Bắc như thế nào quý chị mình ha. Dạ để thưởng thức tiếng hát rất là ngọt ngào cú Tây Bắc nha. Dạ, anh chị mình ơi, anh còn vé tiến qua cầu Ánh Sao với mình cùng cầu Ánh Chiến tiếp theo luôn nha. Dạ, cầu Ánh Sao là bên đây, cầu Ánh Chiến là bên đây luôn hả Hân ơi? À, qua đây giùm anh đi ha. Dạ rồi, dạ có Hân ơi, chú thẳng đi giúp em luôn nha. Quên nè Hân ơi. Dạ, quý vị cầu Ánh Sao ơi, mình có vé hết chưa hả? Dạ, nếu có đòi sẽ mình mắc vào sân khấu cùng với em, mình đang được Hân Huy bắt đầu giờ là đủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sĩ âm nhạc. Đúng rồi anh ơi, hồi xưa ta học ở trên mặc dù là mình hát không có hay nhưng mà mình nắm được cơ bản. Đúng rồi, hồi xưa ta học ở đại học âm nhạc đó má. Không, mà không ấy sẵn là dạy luôn cái câu nãy hát lại nha. Gì? Dạ, dạy cái câu hát lại lên học luôn. Học luôn là tổ tổ con là giảng viên, má đóng tiền thì con dạy. Đúng không? Rồi hát tiếp đi má. Ủa muốn học con ta phải chuyện dễ đâu mà. Vô học ơi. Vô dạ đi. Ủa quốc ơi. Bảy giờ ra. Bảy giờ ra tổ gì ra. Quẻ nó lại rồi quẻ ơi. Bảy giờ ra tổ gì ra. Bảy giờ ra tổ gì ra tổ gì ra. Dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Rồi chỉ là ngày đầu tiên có một loại gì nữa. Có số vừa mới kêu qua 52 có 1 49 có 2 30 có 3 và 13 hợp lệ. Mã số giống loại 4303 đúng dòng loại. Dạ rồi, hợp lệ. Rồi chúng tôi quý vị khán giả.